bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn thắt cái ống của ông lại đi, chịu hết nổi rồi. Anh nhà bị gì hả chị? Ổng mà bị cái gì, tôi mới là người bị nè. Còn ổng hả, ổng khỏe như trâu á. Chị nói gì tôi vẫn chưa hiểu lắm. Trời ơi là trời, đẻ có ba đứa à, mà than lên than xuống suốt ngày luôn á. Ủa mà sao bà không tự thắt cho bà đi, mắc gì bà thắt của tôi? Ông nói chuyện vậy mà nghe được hả? Đó bác sĩ thấy không, tôi nói thiệt tôi đẻ ba đứa rồi, người ngợm tôi không ra gì vậy, tôi đã không nói rồi. Còn lần này hả, cái lưng của tôi nó đau mà đứng cũng không được, nằm cũng không xong. Mà bác sĩ coi, nở lòng nào mà ông nói chuyện với tôi vậy đó. Ủa, cái đó là nhiệm vụ của phụ nữ còn gì? Anh nói vậy đâu có được anh. Không lẽ giờ chị nhà tự mang thai rồi tự sinh hay sao? Và lại phụ nữ khi sinh như đối mặt với cự tử vậy. Anh không chia sẻ được nỗi đau cho vợ phần nào thì ít nhất anh cũng phải yêu thương vợ nhiều hơn chứ. Nãy tôi có nghe chị nói là chị bị đau lưng. Đây là hiện tượng thường thấy của phụ nữ sau sinh, vì sự thay đổi sinh học gây áp lực lên vùng lưng hoặc là căng cơ. Nếu như mà chị sinh mổ thì đây cũng là di chứng của việc gây mê.